chiếc cầu vồng về nhà anh em làm dấu. Các bạn đang được lắng nghe cũng như được anh Vương test một trong những cặp loa thanh lý. Và anh Vương đang thanh lý cho các bác hai cặp loa gọi là bán để lấy tương tác, đó chính là hai cặp loa bãi xịn rất rẻ và rất hay. Anh Vương đang đánh ba quả, trong đó có hai quả audio power ở phía bên này, hai một quả bên này. Anh Vương để lộ lưới chín bậc nghiêng nghiêng tuổi ấu thơ ta lớn lên nở đó, cánh muông xanh qua bao quân chiến hò, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Đang lên đi mà. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xe dây, cùng hát theo trong vòng tay bèn lên. Tiếng bát rất âm, không cần xúc. Ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh. Hai cặp loa này anh Vương đang test để cho bác Toàn thẩm âm. Bác Toàn đang muốn lên một bộ cấu hình âm thanh sử dụng kẹo kéo. Yêu cầu đánh ở không gian rộng, tiếng bát phải đủ độ sâu, có khả năng lan tỏa tốt. Rất hay đúng không? Đứng ở các góc cạnh tiếng bát của nó rất đầy, chịu lực rất khỏe. Đây mới đánh có 3 quả thôi các bạn. Chui vào bụi cây này tí cho nó. Đấy, quay theo kiểu nghệ thuật các bạn. Đấy, ngắm người đẹp là phải ngắm qua một cái khung cảnh nó thơ mộng một tí. Chúng ta ngồi từ xa chúng ta nghe nó ngọt, nó hay. Đâu cần nhiều loa đâu các bác, chỉ cần những dòng loa chất. Và đặc biệt ngày hôm nay thì này nó là hai cặp loa với giá chỉ có 10 triệu đồng. Chỉ có 10 triệu đồng chúng ta đã có một cặp loa rất hay rồi. Hai cặp luôn các bạn. Anh Vương báo coi bác là đây là hai cặp loa chỉ mang tính chất tương tác, không lợi nhuận, bán thanh lý cho vui. Thỉnh thoảng anh Vương cũng sẽ trích ra một vài sản phẩm theo giá nhập để cho các bác có thể có cơ hội đầu tư và tìm được những cặp loa hay nhất, những sản phẩm âm thanh tốt nhất. Hay lắm. Ok, tạm thời dừng lại. Các bác hãy cùng quan sát với anh Phương về cặp loa này, tại sao nó hay, nó khỏe. Đây là dòng loa bãi xịn, đây là dấu vết của cái giá treo đinh vít đây các bác. Dòng loa bãi xịn đây các bác ạ. Thùng gỗ xịn luôn. Đây các bác này, gỗ này. Gỗ chín lớp ép. Còn phân tần của nó này các bác cứ mua cái bộ phân tần này cũng nhiều tiền các bác. Hàng bãi các bác nhìn cái phân tần nó chất cái tụ của CR này. Đấy. Tụ này là tụ của Pháp này. Fran này. Các trở này. Đấy, toàn tụ của Pháp hết các bác. Fran này. MKP. Những cái tụ này là tụ toàn những cái dòng loa đắt tiền nó mới sử dụng đến cái tụ này các bác. Cuộn cảm này. Còn con này thì anh Vương ấn tượng nhất. Các bác có biết ấn tượng nhất là cái gì không? Ấn tượng nhất là cái tép của nó. Con này nó dùng cái tép khủng bố luôn. Tép này để cho anh em chúng ta đi ở ngoài trời, đánh ở không gian rộng, đánh kiểu gì nó cũng chịu được nhiệt, nó không bị cháy tép. Đấy, nó là như thế này này. Đấy. Chúng ta đánh căng bằng mấy nó cũng không bị cháy tép các bạn. Đánh ở trở kháng 8 ôm. Củ từ xịn đây các bác này. Mã của nó này, hàng bãi xịn, quá chuẩn này. Từ của nó phải từ 19-20 và một gang không hết các bạn, kinh chưa? Đấy, cái ấn tượng của anh Phương nó ở cái chỗ này.
và ấn tượng ở cái hệ thống phân tần và cái chất âm của nó phải nói là cực khỏe. Đấy, cực khỏe. Mời các bác hãy cùng nghe lại một chút để chúng ta cảm nhận về cặp loa này. Câu 971985. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video và hãy cho anh Phương một like, một chia sẻ. Và những anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta có cơ hội tìm được những cặp loa với tai gốc. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt.